Bây giờ là trưa ngày 19 tháng 3 2017. Đây là phà Cần Thơ cũ đã ngưng hoạt động rồi, và người ta đang cải tạo để trở thành cái nhà hàng nổi, gắn cửa kính máy lạnh đó. Đây là Lục Bình trên dòng sông Hậu, hay còn gọi là sông Mê Công, sông Cửu Long ấy. Đây là cái ba toan bến tàu của cái khách sạn Nesta. Và bây giờ trời đang mưa quý vị. Đây là những cơn mưa đầu mùa của Nam Kỳ Lục Tỉnh, miền Tây Nam Bộ. Tiếng mưa điền thôn quê sông nước Cần Thơ. Quý vị thấy phía dưới là Lục Bình á. Rất là lãng mạn cái gì ha. Đây. Con đi qua lại bờ sông vẫn còn dùng phà xa xa phía kia cái gì, vì nếu đi bằng đường cây cầu Cần Thơ đi đến cái vòng rất là xa, những cái phà nằm bên đó để cho người dân đôi bờ qua lại. Và miền Nam Việt Nam thường mùa mưa là tháng 4 kéo dài cho đến tháng 10, nhưng mà hôm nay mới khoảng trung tuần tháng 3 đã mưa rồi cái gì. Đây là cơn mưa thứ hai, cái dấu hiệu năm nay mùa mưa đến sớm trên cái vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh này. Đây là toàn cảnh của khuôn viên nhà hàng. Nhà hàng này có phục vụ cà phê, lợi thế là nằm ngay cái góc bến phà cũ nhìn ra bờ sông, rất là lãng mạn, rất là đẹp quý vị ha. Vì thấy mưa Cần Thơ mấy mươi năm rồi quý vị chưa về, chưa ngắm được cái cơn mưa, đặc biệt là tắm mưa hả quý vị ha. Nhớ thời còn ở Việt Nam đó, mưa miền nhiệt đới, tuy nhiên mưa ở miền Tây thì cũng nhanh đến và nhanh đi, mau tạnh đấy, không có mưa dầm như ở ngoài Trung và ngoài Bắc. Đây, khu vực nhà hàng, các cái khay để thức ăn nữa gì đó, và từ đây có thể nhìn ra thấy được toàn cảnh của bến phà Cần Thơ cũ nè. Phong cảnh rất là hữu tình, lãng mạn quý vị ha. Đây là quý vị xem cái menu nhà hàng phục vụ. Ok, có món xúc xích lương, cá lóc quay me, sườn quay mật ong, xôi giò, bao tử, lưỡi heo, sốt tiêu, bánh mì, lẩu cua đồng hải sản, tráng miệng, trái cây. Wow. Đây, rất là đẹp cái gì. Rồi, xin mời quý vị hãy đến Cần Thơ nha, nhà hàng Nesta. Thank you, see you.